Anh Chi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi bài viết của tác giả Đỗ Nga. Hành động của phường trộm cướp. Ông Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi khai mạc Quốc hội khóa 15. Sau đó ông ta xuống bắt tay với nhiều nhân vật khác mà không bịt khẩu trang được biết ông trọng là đang có bệnh nền rất nguy hiểm di chứng của lần đột quỵ ở kiên giang giờ chưa có khỏi nếu mắc dịch thì ông ta sẽ ngõm đó là điều khó tránh khỏi hiện nay ông trọng đang phải sống và làm việc theo lời khuyên của bác sĩ ấy vậy mà ông trọng lại không đeo khẩu trang điều này có nghĩa là bác sĩ cho phép ông trọng mở khẩu trang Thực ra, việc bất chấp Hà Nội bị phong tỏa, Đảng Cộng sản vẫn cho 500 đứa thợ diễn tụ tập lại để diễn cái vở kịch bầu bán cách đây 3 tháng, thì đủ hiểu là bọn này đã được chích ngừa hết rồi. Việc cả đám đeo khẩu trang ấy chỉ là cái trò giả tạo để che mặt nhân dân thôi, chứ tất cả tháo khẩu trang ra cũng chẳng có sao đâu. Ông Trọng ông đã vứt cái khẩu trang rồi đấy, có sao đâu. Cái đám thợ diễn này thừa biết việc cướp lấy phần vắc xin của người tuyến đầu để chích cho nhau á thì thế nào cũng làm cho xã hội lên án nếu họ biết được. Vậy nên cái bọn này nó mới âm thầm chích lén và sau đó diễn cái vở kịch bịt khẩu trang để ngụy tạo cho một nguy cơ lây nhiễm nhằm che mắt nhân dân mà thôi. Thực ra, với cái kiểu ung dung tụ tập như thế này thì dân biết ngay là cái đám này nó đã được chích ngừa rồi. Mà hiện nay, đó xin còn chưa đủ những người làm tuyến đầu chống dịch và duy trì nhu cầu thiết yếu cho xã hội thì cái việc đám thợ diễn ba đình chích cho nhau ấy khác nào ăn trộm của họ để mà chích đâu nào. Thực tế, bọn này không những được chích ngừa mà còn được chích vắc Mỹ rất là xịn xò nữa lại là khác cho dù không có vụ vaccine ông ngoại thì dân cũng hiểu bọn cộng sản nó sẽ giành lấy cái phần ngon nhất về nó trước và đẩy xã hội đến khốn cùng bản chất cộng sản mà dân còn lạ gì đâu nếu không chích lén cả đám mắc dịch lăn đùng ra chết thì ai hưởng cái đống tiền tham nhũng chứ. Vậy nên nếu chưa chích ngừa thì làm gì mấy đứa này dám tụ họp như thế phải không thưa quý vị? Nếu một người làm việc trong chuỗi cung ứng hàng thiết yếu mà duy trì cuộc sống bình thường cho 100 người dân thì 500 đứa đang tụ tập ở hội trường Ba Đình mà cướp vaccine của họ để chích cho nhau á thì chúng đã làm cho nửa triệu con người phải khốn cùng. Nếu một người làm trong ngành y tế mà chăm sóc được cho 10 người, thì với 500 đứa đang tụ tập ở Ba Đình cướp vaccine của họ chích cho nhau, đó, thì chúng nó sẽ làm ảnh hưởng đến số phận của 5.000 người bệnh. Nói chung, cứ mỗi một đứa thợ diễn ở Ba Đình cướp đi một liều thuốc của những người ở tuyến đầu thì nó không những chỉ làm một người mất cơ hội hoạt động, một người mà làm hàng chục, thậm chí hàng trăm, hàng ngàn người bị ảnh hưởng nói về vấn đề chăm sóc y tế thời kỳ phong tỏa mà nhẫn tâm tước lấy vaccine dành cho nhân viên y tế thì đó là tội ác vì hành động đó có thể làm cho nhiều người phải chết vì thiếu sự chăm sóc y tế lúc cần và đó là lý do tại sao tôi gọi 500 con người đang tụ ở ba đình kia là đứa vì bọn họ xứng đáng bị khinh bỉ như vậy Thằng ăn trộm nó lén lấy tài sản của người ta rồi âm thầm bán tiêu xài. Xét cái hành động âm thầm rút lấy vaccine đang dành cho người tuyến đầu rồi giấu giếm chích cho đồng bọn thì đảng Cộng sản có khác gì cái phường trộm cướp? Nói cho cùng, Cộng sản xuất hiện ở đất nước này thì nó có làm gì ngoài hai từ trộm và cướp đâu? Cướp chính quyền, cướp cơ hội của dân, cướp đất đai, cướp tiền dân bằng bót bẩn, cướp tiền dân bằng hàng trăm thuế phí vô lý trộm ngân sách, rồi bây giờ trộm vaccine. Thật là khốn khổ cho cái dân tộc này. Dính họa Cộng sản để 76 năm rồi chưa có rũ bỏ được. Thưa quý vị, anh Phạm Minh Vũ thì viết về việc này với tựa đề tham nhũng vaccine. Việc quan chức đưa cả gia đình dòng họ của mình vào để giành giật tiêm vaccine là một hành vi tham nhũng đáng để phỉ nhổ và khinh bỉ vì nó quá là vô liêm sỉ. Theo luật thì hành vi tham nhũng vaccine phải bị bỏ tù. Từ tham nhũng của Việt Nam đang sử dụng đó thưa quý vị là dựa theo từ tiếng Anh là corrupted, nghĩa là suy thoái, biến chất. Không phải cứ nâng khống máy thở từ 2 tỷ lên 7 tỷ thì mới là tham ô đâu. Cũng không phải xây cất dự án tượng đài từ 100 tỷ mà kê lên 1 ngàn tỷ thì mới là tham nhũng đâu. Một tờ giấy xét nghiệm âm tính giả của bố cậy quyền quen biết do làm quan làm cho con gái, nó cũng là tham nhũng đấy cậy thế có chức tước tiêm một liều vaccine cho con cái cũng là hành vi tham nhũng đó thưa quý vị. Chính vì là hành vi tham nhũng đáng lên án nên vợ chồng triệu phú Canada khai gian để được tiêm vaccine là Rodney và Ekaterina Baker bị luật pháp trừng phạt với số tiền 1.800 đô la và khả năng đối diện mức án tù 6 tháng giam. Chính vì thế, ở Đức mới đây có một quan cấp huyện không nằm trong diện ưu tiên mà dành tiêm trước đã bị lột áo về vườn chăn vịt. Và bởi vì thế, bà Thái Anh Văn đã làm gắt gao với quan chức lợi dụng quen biết để được tiêm. Cho dù là vì lý do nhân đạo, chỉ vì tiêm vaccine cho cựu phó tổng thống liên chiến 84 tuổi và bà vợ 78 tuổi của ông mà một bệnh viện đa khoa ở Đài Bắc đã bị phạt 300.000 đài tệ, khoảng hơn 21 triệu đồng vì đã ưu tiên trái phép luật pháp dựng lên như một lằn ranh để không ai có thể bước qua đó nếu vì cái lý do ông ngoại hay cháu nội mà bước qua nó thì quốc pháp chỉ như một tờ giấy lộn nó chẳng còn luật pháp bỏ qua hành vi tham nhũng vaccine thì những người tuyên bố việt nam là quốc gia pháp quyền hiển nhiên xem việt nam chỉ có tồn tại một cái thứ luật gì đó thôi luật gì đó chính là luật rừng người xưa đều tuân thủ nguyên tắc sống làm người với phương châm vô công bất thụ lộc nghĩa là không có công thì không nhận bổng lộc vậy mà hôm nay quan chức đua nhau xà xẻo tài nguyên quốc gia vơ vét mồ hôi xương máu nhân dân ngay khi dân phải đi xin từng ký gạo để ăn bất nhân hơn họ không phải là người được ưu tiên thì lại đem cả dòng họ vào để mà giành giật tim cho bằng được vaccine cướp đi bao cơ hội sống của nhiều người già khác Nhẫn tâm hơn, họ lại khoe nó như là một giới thượng lưu giàu có quyền thế trên đất nước nghèo nàn cái đói còn bám víu bao cảnh dân đen. Sự trơ trẽn vô liêm sĩ lưu manh lại được quan chức thời đại Hồ Chí Minh nâng lên thành một chuẩn mực đạo đức mới, là một tiêu chuẩn thời đại mới. Trơ trẽn như thế mới đáng được ngưỡng mộ. Thật là quá tởm. Nếu nói như Park Chung-hee, sẽ bắn ai mà ăn cắp dù chỉ một đồng thì theo một bệnh viện ở An Giang bán một liều vaccine công khai với giá một triệu rưỡi nghĩa là một liều vaccine tiêm trái phép cho dòng họ quan chức là quá lớn so với tiêu chuẩn một đồng của ông Park đưa ra nếu Việt Nam mà làm như ông Park nói trời ơi đạn đâu đủ cho bắn hả thưa quý vị Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của TTV. Xin chào tạm biệt quý vị và xin hẹn quý vị trong lần phát hình sau.